Chưa bao giờ người dân làng Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội lại có một ngày giỗ tổ nghề may đông vui đến thế. Không vui sao được, khi nhiều năm qua họ vẫn tạm thờ Đức Thánh Tổ nghề may trong ngôi đình thờ Thành Hoàng Làng. Đây cũng là ngôi đền thờ vị Đức Thánh Tổ nghề may đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi là những người mà mong mỏi điều này đã nhiều năm nay, vì tất cả những người làm nghề may trong toàn quốc đều biết rằng Đức Thánh Sư là người đã dạy dân làm nghề may. Trong cái nền công nghiệp và kinh tế thị trường thì nghề may đã là một nghề trong những nghề và trong những ngành là có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước. Việc khánh thành ngôi đền thờ Đức Thánh Tổ nghề may bà Nguyễn Thị Sen đúng vào ngày giỗ có giá trị tâm linh rất lớn với những người làm nghề may trong cả nước. Họ cũng chính là những người đã quyên góp toàn bộ số tiền cần thiết để xây dựng ngôi đền này. Tuy nhiên, họ cũng rất tâm tư, bởi mặc dù ngôi đền thờ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép xây dựng từ năm ngoái, nhưng không hiểu vì lý do gì, Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa vẫn chưa cấp phép xây dựng cho ngôi đền này. Mặc dù xin giấy phép xây dựng, nhưng mà trong giấy phép xây dựng vẫn nói là cái này là do dân tự đóng góp và xây dựng, chứ cũng không xin kinh phí của nhà nước. Do các cái điều kiện về thủ tục hành chính của mình đến đây nó cũng có nhiều vấn đề, nhưng mà trong đó toàn dân đều đã đóng góp để xây dựng xong cái đền thờ này. Cho nên tôi mong rằng các cấp chính quyền quan tâm và giúp đỡ cho dân làng là hoàn chỉnh tất cả những thủ tục đó, làm cho cái nơi thờ tự và tâm linh của toàn những người làm nghề may trong cả nước được viên mãn. Sau hôm nay, ngày giỗ tổ lớn nhất của những người làm nghề may sẽ qua đi. Những người làm nghề may sẽ trở lại công việc làm đẹp cho xã hội như mọi ngày. Một năm nữa, những người làm nghề may sẽ trở lại đây để lại tham gia lễ giỗ tổ Đức Thánh Sư của họ. Và khi ấy, sẽ không ai muốn chứng kiến ngôi đền thờ, biểu tượng cho niềm tin của họ vào nghề may, vào sự quan tâm của nhà nước, sẽ bị ảnh hưởng chỉ bởi sự chậm trễ của một thủ tục hành chính thông thường.